Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chuyên mục trải nghiệm xe quen thuộc của bản tin công nghệ 10 phút cập nhật. Thưa quý vị, ngay lúc này đây, chắc hẳn quý vị vẫn còn đang tận hưởng những phút giây ấm áp và hạnh phúc trong ngày lễ Giáng sinh bên gia đình và những người thân yêu của mình. Và chúng tôi, ekip của Xe Cộng cũng muốn góp thêm cho quý vị một món quà. Nói đúng hơn là một gợi ý thú vị cho những ai còn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn quà gì hay đang có dự định tự thưởng cho bản thân một món quà sau một năm học tập và làm việc vất vả. Ngay bây giờ, hãy cùng đến với Xe Cộng với phần trải nghiệm quen thuộc của hai MC Tiến Đạt và Đức Anh. Xin mời quý vị. Lúc này đây thì không khí Giáng sinh đang ngập tràn trên khắp mọi nẻo phố. Và nếu như các bạn đang băn khoăn tìm kiếm một món quà để tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc mệt nhọc, hay muốn mua những món quà dành tặng cho người thân, thì ngày hôm nay chuyên mục Xe Cộng có một gợi ý rất thú vị dành cho các bạn đây. Đó chính là chiếc 118i đến từ hãng BMW. Các bạn đang theo dõi chuyên mục Xe Cộng. Về ngôn ngữ của những chiếc xe BMW, chắc chắn rồi, họ vẫn giữ những cái thiết kế đó, phát triển nó lên tinh tế hơn. Trên nắp capo của chiếc 118i có những đường gân. Bên cạnh đó, bên dưới, đó chính là một tấm tản nhiệt chia ra làm đôi mạ chrome và những nan dọc nhám. Có thể sẽ làm mát rất là hiệu quả cho chiếc máy 1.5 lít. Chiếc xe được trang bị đèn xenon full LED. Và chiếc đèn này cũng đã trở nên thon gọn và mềm mại hơn so với phiên bản trước, bởi vì nó sẽ phù hợp hơn cho một chiếc xe nhỏ nhắn và di chuyển trong đô thị. Dọc phía sườn của chiếc xe BMW 118i là một đường gân dập nổi, đi xuyên qua hai cửa tay cầm và xuống về phía cuối xe. Nối liền với những đường gân đó chính là cụm đèn hậu. Các bạn có thể thấy được rằng sắc nét hơn, đèn LED kết hợp với cả bóng halogen, xi nhan. Được thiết kế thon gọn, tinh tế và nhìn chiếc xe có vẻ như là đẳng cấp hơn. Với một chiếc cốp, một chiếc xe hatchback mà cỡ nhỏ thì chắc chắn rằng chúng ta không thể yêu cầu nó có một chiếc cốp lớn. Nhưng chiếc cốp này là 360 lít, có lẽ là sẽ đủ cho một gia đình khoảng 3-4 người gì đó và đi du lịch ngắn thôi. Đây là điều chắc chắn. Bên trong một chiếc xe cỡ nhỏ của hãng BMW 118i, sự thì nó là một cái trải nghiệm mà khá là thú vị. Một chiếc xe nhỏ thì chắc chắn chúng ta không thể đòi hỏi nó rộng rãi được. Với một người cao khoảng 1m7 đổ lên, ngồi chiếc 118i thì cũng thực sự là vừa đủ thôi, không phải là quá thoải mái. Nếu như thoải mái thì thực sự người ngồi đằng sau là gần như là sẽ có cảm giác chật chội. Chật chội một chút. Thực ra thì về thiết kế nội thất bên trong của chiếc 118i thì nó là một ngôn ngữ khá là quen thuộc nếu như ai đó là tín đồ của BMW rồi. Họ chỉ nâng cấp một vài thứ thôi, từ vô lăng này cho đến đây đều gần như là vẫn giữ cái ngôn ngữ thiết kế cũ và không có quá nhiều những cái sự thay đổi ở đây. Vẫn là một chiếc màn hình ở bên trên, vô lăng vẫn như vậy với ba chấu và có tích hợp các cái nút bấm tiện ích. Ở giữa đây cũng là hệ thống bảng điều khiển rồi quạt gió, tất cả mọi thứ gần như là nó không có quá nhiều những sự thay đổi. Phía bên dưới là cần số và bên trái là nút bấm để chuyển đổi chế độ lái. Một trong những điểm được hãng BMW khá chú trọng trong cái chế độ lái của chiếc BMW 118i đó chính là chiếc xe có 3 chế độ lái, đó là chế độ lái thể thao, chế độ lái bình thường và chế độ lái tiết kiệm.
nó cũng sẽ giúp cho người lái xe có thể tối ưu hóa được các cái cung đường của mình đi những cái cung đường khác nhau. Wow, thực sự thì trước đó với những phiên bản 118i trước không được tích hợp quá nhiều những cái thiết bị phụ trợ, những cái option thêm, nó gần như là một chiếc xe để sử dụng đi lại thôi. Nhưng giờ thì chúng ta có thể thấy được rằng là với chiếc 118i 2016, chiếc xe được tích hợp những hệ thống giải trí, iDrive thực sự là một cái cập nhật kịp thời từ hãng BMW. Một chiếc xe nhỏ đi trong phố thì chúng ta không thể không công nhận việc là nó khá dễ dàng di chuyển so với những chiếc xe lớn. Có thể thấy là những cái khi mà ngồi trên chiếc xe này thì chúng ta có thể quan sát một cách dễ dàng và di chuyển qua những cái đoạn đường đông một chút một cách thoải mái hơn, bởi vì rằng là chiếc xe này thì nhỏ nhắn, chính vì vậy mà không phải lo quá nhiều về vấn đề mà tay lái của những người hơi non một chút thì cũng không lo quá nhiều về việc mà nó sẽ khó điều khiển hay là dễ bị va chạm trên đường. Như là chúng ta đang di chuyển trong cung đường đô thị thì Đức Anh đang chọn chế độ lái gì vậy? Mình đang để chế độ lái Eco và nó cũng không tạo cảm giác yếu ớt cho lắm, mặc dù là nó cũng đang giảm cái việc tiêu hao nhiên liệu xuống và công suất máy cũng được giảm xuống. Có lẽ là di chuyển trong cung đường đô thị thì đây là một cái lựa chọn phù hợp, bởi vì chúng ta sẽ không cảm thấy chiếc xe bị bốc quá, lắc lư hoặc là những cái hiệu ứng khi mà chuyển qua những cái chế độ lái như là Sport thì sẽ khiến cho chúng ta vừa tốn nhiên liệu hơn mà lại di chuyển trên cung đường này thì nó không cần thiết mà lại khiến cho người ngồi dễ bị say hơn. Đây là một chiếc xe theo cá nhân tôi đánh giá là hoàn hảo khi mà di chuyển trên cung đường đô thị, bởi vì rõ ràng là nó vừa dễ dàng lách qua được những cái đoạn đường đông đúc, bởi vì về mặt diện tích của chiếc xe khá là nhỏ nhắn và vừa vặn. Và bên cạnh đó thì ngồi trên xe cảm giác rất là êm ái. Những sản phẩm từ người Đức bao giờ cũng thế, luôn đem đến sự chắc chắn cho chính những người sở hữu và sử dụng những chiếc xe. Với những thông tin về chiếc xe hạng sang BMW 118i thì hy vọng rằng quý vị và các bạn đã cảm thấy thỏa mãn với món quà mà chúng tôi dành tặng trong dịp lễ Giáng sinh. 1.3 tỷ cho chiếc xe này chắc hẳn nhiều người sẽ phải cân nhắc. Thế nhưng nếu như bạn là người hay di chuyển trong nội đô mà lại thích sự sang trọng và đẳng cấp đến từ thương hiệu từ Đức thì có lẽ không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại trong dịp năm mới với rất nhiều những chiếc xe khác sang hơn, đẳng cấp hơn mà nóng lòng muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Hãy tiếp tục theo dõi và tương tác với chúng tôi trên fanpage 10 phút cập nhật nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.